Yo, xin chào anh em. Và để sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân sóng gió sắp tới thì ngày hôm nay sẽ là một vlog cực kỳ đặc biệt. Một đêm ngủ lại văn phòng S Channel. Thôi sắp lấy vợ rồi, ngủ ở văn phòng dần cho nó quen. Sau còn trốn. Và đồng hành với mình trong đêm ngày hôm nay chính là anh. Chúng mày làm gì đây đây? Bia từ đây còn gì đây? Em mà là anh vì anh mà. Đi về. Chính là Oppo Find X5 Pro chứ không phải là hai cái thứ kia. Lights, camera, action. Quái, camera Hazel Black danh tiếng, nó phải như thế. Chụp tôi cái nào là đẹp trai cái đấy ngay lập tức. Đó, đi kèm với chip xử lý hình ảnh Mari Silicon độc quyền hiện chỉ có trên Find X5 Pro sẽ cho ra những tấm hình rất chất lượng, kể cả trong điều kiện rất khó là điều kiện chụp hình thiếu sáng. Bình thường mà để có được một cái hình như này là phải chỉnh màu, chỉnh áp các thứ này nọ, giờ chỉ cần chụp mà sẵn sàng được up lên luôn. Nhiều anh em xem đây có thể nghĩ là ô thì cuối cùng video này là quảng cáo Oppo Find X5 Pro à? Đi thăm văn phòng lúc 12 giờ đêm tiếp nào. Một khi đã làm ở S Channel thì mọi người sẽ được hưởng một đặc quyền cực kỳ xịn. Đấy là toàn bộ thành viên S Channel sẽ được ăn, uống, ngủ, nghỉ thoải mái ở chính công ty luôn. Thậm chí là ăn uống là còn được bao luôn cơ. Và đêm ngày hôm nay thì mình sẽ là ông hoàng của cái tòa nhà 6 tầng này. Một mình tôi một thế giới. Đi tham quan thử văn phòng S Channel lúc nửa đêm có gì hot không? Lên tầng 2 nhá. Đây chính là tầng làm việc riêng của S Channel. Có thể là mọi người không để ý nhưng thực chất thì S Channel không chỉ là một kênh YouTube mà bọn mình là một công ty cũng rất là lớn, có rất nhiều bộ phận, có rất nhiều ban ngành khác nhau, cực kỳ chuyên nghiệp. Ví dụ như đây. Đây là khu vực ngồi của bộ máy chính quyền S Channel, cũng là cái nơi úi dồi ôi sao nó lại có thể bừa bộn như thế này. Lại nửa đêm mới có thể bóc phốt được trực tiếp ấy, nhìn này. Đây là chỗ của Mây Thạc Sĩ này. Nhìn nó thế thôi nhưng mà trực to lắm, thét ra lửa. Đây là Mi Một Cú này. Đây là chỗ ngồi của sếp Huy này. Bộ ba những người lên video thì nhìn rất đáng yêu, cute phô mai que. Nhưng thực chất ngoài đời thì cực kỳ căng thẳng. Nó căng như cái cách mà chiếc Oppo Find X5 Pro đang quay mình vậy. Thấy không, thấy không? Chống rung các thứ cực kỳ xịn đấy nhá. Mình đi xung quanh căn phòng này vẫn rất là mượt mà, chất lượng video phải nói là cực kỳ ok. Mà kể cả trong điều kiện thiếu sáng này, đó, quay video đều rất nét rất đẹp. Nhờ cái gì ạ? Chính là nhờ camera Hazel Black đi kèm với chip xử lý hình ảnh Mari Silicon danh tiếng. Lights, camera, action. Ô thế nãy giờ là video quảng cáo Oppo Find X5 Pro. Yeah, boy. Rồi còn đây là vị trí ngồi của các bạn thực tập sinh này. Mọi người hay hỏi mình là tuyển dụng ở S Channel có căng thẳng không thì phải nói là siêu căng. 800 đơn nộp ứng tuyển nhưng mà chỉ loại ra và chọn được có khoảng mười mấy bạn. Và mười mấy bạn đấy lại phải tiếp tục thực tập để mà loại tiếp mới tìm ra được nhân viên chính thức. Mọi người cứ xem mấy cái video các bạn thực tập sinh làm ở trên kênh S Channel là biết căng thẳng như thế nào. Và đó là tầng 2, cũng là một cái tầng có thể nói là cực kỳ căng thẳng, giải quyết rất nhiều công việc ở S Channel. Tuy nhiên, cái tầng tiếp theo mới gọi là tầng siêu căng này. Đó chính là căn phòng này, căn phòng của các editor, nơi những cỗ máy 3080, 3090 hoạt động hết công suất để đem đến cho mọi người những video mà mọi người xem hàng ngày, cũng là điều mà mình muốn cho mọi người biết từ rất là lâu rồi. Việc mà các editor phải ở lại làm đêm như thế này là chuyện vô cùng bình thường vì khối lượng công việc phải nói là rất khổng lồ. Đấy, bây giờ khoảng gần 1 giờ sáng rồi mà anh em vẫn đang cặm cụi vào làm việc này. Tốt lắm em. Rất tốt. Đấy, thế là đêm nay mình sẽ cùng ngủ lại đây với các anh em để mà cùng chinh chiến và giải quyết nốt khối lượng công việc có thể nói là đang khiến cho anh em ở đây phải mướt mải mồ hôi. Thức khuya dậy sớm, không biết bao giờ mới xử lý xong đấy. Chung là rất là vất vả.
Rồi, còn phía bên trong này thì sẽ là nơi để anh em ngủ ấy. Một giờ sáng về đêm gì ấy? Đi về! Em phải đi về à? Biến! Đó kìa! Con gái con lứa, một giờ sáng rồi, bây giờ là giờ mày phải làm gì? Lên tài hiện đi! Giờ toilet! 1900! Rồi, đây, tối nay mình sẽ ngủ ở đây. Đó, và còn hai cái giường để cho các anh em có thể ngủ lại. Đấy, rất là vất vả. Rồi, bây giờ thì sẽ đưa mọi người lên xem văn phòng của mình ở S-Channel. Còn đây là văn phòng làm việc của mình ở S-Channel. Căn phòng rộng nhất, xịn nhất, nhưng lại ít người nhất. Bởi vì chỉ dành riêng cho những sếp lớn và những cổ đông xịn sò của S-Channel. Cho xem cái ghế của mình hay ngồi này, nhìn này. Trông rất bình thường đúng không? Nhìn rất bình thường đúng không? Ghế massage di động không cần cắm dây luôn. 16 củ mới sắm. Còn đây là góc làm việc của mấy thằng đệ của mình này. Chỗ này là của thằng Hải Cả Dớ này, Hải Triều này, thằng Mạnh này. Rồi còn đây là tủ đồ của anh em. Đó. Đấy, và rất tình cờ là tại sao lại có Oppo Find 5 Pro ở đây. Thế là video là video quảng cáo Oppo Find 5 Pro à? Còn đây là khu mà anh em hay dùng để mà quay video review các thứ này. Đó, tiện cho mọi người xem gọi là hậu trường. Behind the scene thì nhìn nó sẽ như thế nào. Đó, còn một video review thì trông nó sẽ như thế này. Ngoài cụm camera siêu đỉnh ra thì cái điều mình ấn tượng tiếp theo trên Oppo Find 5 Pro ấy chính là ở thiết kế. Cầm trên tay thôi là quá nổi bật đúng không? Mặt lưng bằng gốm nhìn cực kỳ sang chảnh. Thậm chí là soi gương được luôn. Ui, tóc mới đẹp trai tèo. Nhìn như người có tiền vậy. Mặc dù không có. Nếu như anh em nào mà chọn phiên bản màu trắng ấy thì nhìn nó còn quý phái và sang trọng hơn. Cái phiên bản màu đen này sẽ dành cho những bạn nam cá tính giống như mình. Đó, cực kỳ sang trọng. Cầm lên, đưa lên tai nghe thôi là đảm bảo nhìn cực kỳ nổi bật và rất khác biệt với đám đông, bởi vì cụm camera cũng được thiết kế này. Đó, nhìn rất nổi bật. Camera Hasselblad mà đúng không? Ngoài ra thì màn hình chu choa mà ôi. Màn hình AMOLED 120Hz cực mượt và cực đẹp. Tràn viền sang hai bên này, độ sáng cao, màu sắc đẹp, xem phim, chơi game lướt web. Tất cả đều cực kỳ sướng ở trên Oppo Find 5 Pro. Còn với tầm giá flagship như thế này thì không cần phải bàn về cấu hình. Chip Snapdragon 8 Gen 1 mới nhất mạnh nhất đi kèm với công nghệ lấy bộ nhớ trong để mà làm RAM, giúp cho mọi người có thể trải nghiệm chơi game các thứ không cần phải xoắn với Oppo Find 5 Pro. Một vài công nghệ xịn sò khác vẫn được Oppo duy trì, ví dụ như là sạc siêu nhanh Super VOC này, chống nước này, nọ lọ chai các thứ này. Đây có thể xem như là một flagship khá là toàn diện đến từ Oppo. Đó, một video review cơ bản thì trông nó sẽ kiểu như vậy. Rồi, đồ ăn, thức uống, tất cả thì đều sẽ có ở chỗ này. Đây chính là lý do vì sao mà rất nhiều anh em sẵn sàng ở lại văn phòng S-Channel kể cả khuya muộn. Còn đầy đủ hơn ở nhà nữa. Tủ lạnh thì không thiếu món gì. Có cả chả cá nấu sẵn ạ. Hay quá. Đặc biệt hơn này, máy lọc không khí 30 củ hít cho thơm này. Cà phê uống cho tỉnh táo để có thể làm việc đến 4-5 giờ sáng mà không buồn ngủ. Như thế là bóc lột hay sao nhỉ? Ôi, thế là bóc lột còn gì nữa? Có lắm ạ. Tôi sẽ kiện anh. Còn cuối cùng thì mọi người đều đã rõ rồi. Căn phòng để mà anh em có thể tập thể dục, thể hình, thể thao. 2 giờ sáng cơ mà mày làm gì đấy? 2 giờ sáng, 2 giờ sáng tập thể dục à? Mày bị dở à? Đam mê sắc đẹp có gì là sai không? Em tập phải đám cưới anh đấy. Lên đây mày. Đấy, làm việc ở S-Channel là như vậy. 1 giờ đêm vẫn ngồi làm việc, 2 giờ sáng lên trên này tập thể dục, thể hình. Nhiều khi tôi không hiểu là tôi đang làm việc ở cái chỗ nào nữa. Và món đặc sản cuối cùng, sẵn sàng có một chỗ để mà anh em ngồi nhậu luôn. Đó, khung cảnh view trời cho. Đấy. Camera chụp đêm được thực sự anh em ạ. Nhìn này.
Ôi, bao giờ sáng rồi? Đi ngủ nhờ? Thôi, anh em đi ngủ đấy, chúng mày đi đâu ấy? Bọn em lên tại hiện giờ ngủ ghê giờ này. Bây giờ mới bảo giờ lên đồ. Ngủ. Ô thế nãy giờ là video quảng cáo Oppo Find 5 Pro.